Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Thế Giới Máy chúng tôi sẽ đập hộp khui thùng máy đánh vảy cá Takeo TK500, máy đánh vảy cá tự động. Bà con có thể thấy là thùng đóng gỗ rất là chắc chắn. Đây là hệ thống bàn chải đánh cá, làm sạch cá nhớt và vảy, ít gây tổn thương cho cá. Hệ thống bát cài cửa trên cửa dưới bằng inox. Đây là hệ thống dây điện chúng ta cắm vào. Sau đó là chúng tôi sẽ test kiểm tra hệ thống bo mạch điện. Đây là bên hệ thống mà cài đặt giờ, nút tắt khẩn cấp, nút đánh vảy cá. Trên máy có dập nổi logo Takeo chính hãng để tránh hàng nhái và hàng giả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh vảy cá lóc. Sau khi chúng ta đổ cá vào, chúng ta sẽ cài đặt thời gian cho máy làm việc. Đối với cá lóc thì thời gian máy chạy sẽ là 90 giây. Chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Chúng ta có thể nhấn các nút này để tăng giảm thời gian. Và đây là tôi đã cài đặt là 90 giây. Thì sau khi hết 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Tiếp đó thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh vảy cá. Rồi, sau khi kết thúc 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và nhấn công tắc để cho đánh cá ra. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi dùng máy đánh vảy cá Takeo TK500. Cá rất là sạch vảy. Thank you.